À, rồi, anh nói nói đùa, anh em dạy phải dạy đúng, dạy đủ để review nó đỡ quê. Đây mình bật lên nhá. Yeah. Hay lắp mấy cái gương này. Thì đây nó chính là gương gương này đây. Làm sao anh xin nhan được? Anh em thấy mình ngồi cái này hợp không? Để mình về mình thử thách 6 ngày 6 đêm không nói chuyện với vợ, không ăn không uống, phải mua được xe. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Quy team có gì? Quy team có. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quy team Moto Official. Và mình là Quân Béo Moto Vlog. Hôm nay sang để nhờ bên Tup Racing bán cho con Kawasaki Ninja 400 bán cùng để kiếm cốc cà phê. Thấy đồ đạc nó vứt lung tung đây, xin nhờ làm đối tác để nhập hàng. Đấy, à con chó. Đây, thế là đây là rất nhiều Olin này, anh em này. Olin Exciter này, hàng Đại Hoàng Gia, hàng Line New này. Đấy, bên này bán cả hàng Line New lẫn New. Nhưng mà hàng chính hãng thôi nhá. Đây là con Olin Exciter này, Line New của Đại Hoàng Gia luôn, có vẫn còn tem luôn. Đấy, bảo hành đến 2025. Và Olin của SH rồi là trợ lực rồi là Koken nó nhiều lắm. Trời ơi. Thế là qua xin làm đối tác thì tiện công là ở đây đang có con CBR 3R Fireblade. Mình đọc đúng không nhỉ? Fireblade hay Fireblade? Đấy, tiếng Anh nó thế. Thì đây, khóa đây. Mình đang cầm trên tay một gần một tỏi, anh em. Gần một tỏi bằng một con xe ô tô sang tại Việt Nam rồi. Với một tỏi anh em có thể mua cả Camry rồi. Đấy, đây. Và nút đề đây. Camera, ra đây, Đấy, các bạn thấy không? Push. Đấy, ấn vào đây. Con này thì không có tiếng Việt đâu anh em nhá. Xe này không có tiếng Việt. Bấm đây, khởi động đèn. Đấy, anh bật lại nhá. Bây giờ mày đứng xa xa ra. Đấy, anh bấm lại rồi, tắt đi này. Fuck. Tắt kiểu gì? Hả? Đấy, tắt rồi. À, vặn là xoay à? Đấy, xoay lên là thôi. Nói đùa, anh em dạy phải dạy đúng, dạy đủ để review nó đỡ quê. Đây mình bật lên nhá. Yeah. Xin phép anh em, tôi móc 1 tỷ vào đây đã. Móc 1 tỷ vào phần đây cho chắc. Để máy lên cho anh em này. Con này rất hay nhá. Đây nó có van như kiểu con CB400 Revo ấy, nhưng mà con này là titanium. Đây mở van đây. Đấy, các bạn nghe này. Tua 6.000 nó sẽ mở van. Đây là. Chắc đi hàng xóm quánh mình mất. Chết giờ. Nó quá quá là khủng khiếp luôn. Hôm nay sẽ review con CBR 3R SP Fireblade. Bộ review luôn nhá. Akamovic 4CBA Fireblade luôn. Con này thì chắc là nếu mà anh em đi on the city ấy, thì chúng ta đi trong phố ấy, cả đời chúng ta chỉ đi số 1 thôi, chắc chẳng bao giờ đá lên số 3 luôn. Số 1 nó lên mắc được 180. Ok anh em, và chúng ta cũng bắt đầu thôi. Hello anh em, và đây là cái đồng hồ này. Rất nhiều chế độ chạy luôn, mốt miếc các thứ này. Mẹ hoang mang quá, mình ngồi lên đây hoang mang. Tổng côn Koken này, quick sim quick siếc này, tổng phanh Brembo billet này. Ok, đi thử xem nào. Ngồi trên xe con 1 tỷ xem nó khác con SH nó thế nào không. Ui, nhẹ vãi, quá đủ. Thề luôn, nó nhẹ như con R6 nha anh em. Như R6 này mới luôn đấy. Vãi thật. Đây rồi, anh em mình lên kim, mình review. Ok anh em nhá, hôm nay mình sẽ review đây. Ok anh em, chào mừng em quay trở lại với Quy Team Moto Official. Mình là Quân Béo Moto Vlog. Hôm nay là tại Kim. Đấy, Kim Grill House. Mượn cái đất của bạn ấy để review con xe 1 tỷ cho xứng tầm.
thì con này không phải là cái mỗi anh em Exciter, Winner, anh em Small Bike, anh em CBR 650 độ đâu. Con này cũng độ rất nhiều. Bắt đầu đi nhá. Đầu tiên là chiếc xe này chủ xe mua gần 1 tỷ. Xe đã đi rồi, gần 1 tỷ. Chào cô. Con này biển 61 và đây là không phải ai xa hạ. Du học sinh Trung Quốc học Remit. Đấy, du học sinh Trung Quốc học Remit. Về đồ chơi thì bạn ấy lên là có cái chống đổ T-Rex này. Chống đổ T-Rex này, bộ bảo vệ ốp máy của GP Racing này. Đấy. Đôi lốp, cặp lốp, anh em nhìn quả cặp lốp kinh hoàng không? Con này là Michelin Power Cup 2 nha anh em nhá. Hàng đẳng cấp nhất của Michelin bây giờ. Lý do bạn ấy không lên con Pirelli Supercosa SC2 hay là mấy con Supercosa đời cao cấp mà bạn ấy bảo là tao muốn đi on the city là nhiều. Là, tức là bạn ấy đi đa dụng là nhiều, bạn ấy chạy phố là nhiều, bạn ấy không phải là chạy mấy chạy sân chạy trước, nên là bạn ấy thích con Power Cup 2 này. Một cặp luôn anh em, rất đắt luôn. Và đây, khi mà anh em thấy cái bản trước con CBR 650 của bạn ấy lên ấy, cũng là cặp Stylema, thì đây là xe zin nguyên bản của con 3R này. Nó đã có là gì, con heo Stylema rồi, kèm với thêm là thụt này là thụt olive. Và ai chưa, tì vàng này. Và đi có một tí thôi mà nó đang máy quạt nó nóng nhỉ. Cặp thụt Olin và heo Stylema ra. Thì mình có một cái mà gọi là cho anh em rất là thông dụng hay dùng. Đây, xin giới thiệu cho anh em Exciter Winner. Ngon chưa? Rambo logo nhỏ. Còn không phải là con logo đỏ lớn cơ. Con này là Rambo logo nhỏ luôn. Kinh hoàng. Nhưng cái này là chỉ ít anh em mới có đây. Đây đây, vào đây vào đây. Zin của nó luôn. Olin TTX. Wow, đỉnh luôn, đỉnh cao luôn. Đầu xe này, anh em nhìn chiến không? Kính chắn gió cũng là hàng đồ chơi rồi nha anh em nhá. Kính chắn gió của Đức luôn. Gương này thì nói thật anh em, đây anh em nhìn thấy mấy con R15 V3 với mấy xe R3 rồi biết các bạn ấy hay lắp mấy cái gương này. Thì đây nó chính là gương này đây. Làm sao anh xin nhan được? Adu. Em có biết đâu, đấy là xi nhan. À đây đây đây, xi nhan đây. Con này là gương tích hợp xi nhan zin luôn của CBR 1000. Đấy. Các bạn thấy không? Gương tích hợp xi nhan. Khi mà nhìn vào đây này, mới thấy nó gọi là khủng hoảng. Bao trời công nghệ luôn. Cân bằng này. Vãi cả chạy cả cân bằng luôn. Đây là cái con xe huyền thoại mà 299 ấy. Dạ, đấy, Kiên Ai từng chạy đấy. Và đây chưa hết đâu, đồ chơi này. Con kia của Kiên Ai chạy zin. Con này đồ chơi này. Rambo Billet. Bản trường đua. Kinh hoàng luôn. Nói đùa thề, lần đầu tiên tôi thấy con này luôn. Con này con Billet bản trường đua. Mà em nhìn thấy không? Nó có cả cái ngắt dầu ấy luôn này. Đấy, nhìn thấy cái ngắt dầu đỉnh chưa? Đã đủ. Ghê nhờ. Con này thì nó kinh hoàng rồi. Mới con này thì cũng không kinh hoàng lắm. Coken. Coken này có rồi. Coken này là Coken mà dành cho những anh em đời cao, những anh em xe mạnh, xe lớn. Vì tại sao? Vì nó có quick ship. Sẵn ở đây nó có dây quick ship này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Sẵn ở đây nó có quick ship này. Đấy, sẵn đây nó có quick ship và thêm cái nữa đây. Anh em mà thấy con quick ship của Honda 650 lắp lên chưa? Khác mỗi một điều thôi. Con này cũng của chuẩn của Honda. Không phải độ. Và thêm nữa là có up có down, tức là cả up cả down các thứ lên được luôn. Nó là như kiểu bản racing em, nó tiết kiệm được khoảng tầm 1 giây ấy, đá lên đá xuống không cần phải giảm ga móc côn móc kia gì cả. Đây là quick ship này. Quả gấp mà anh em thấy Exciter Winner đi độ đấu xe đấu xe riếc. Đây, gấp 1000 thì vẫn là như ngày xưa. Nhờ. Chiến thần luôn. Anh em thấy mình ngồi cái này hợp không? Để mình về mình thử thách 6 ngày 6 đêm không nói chuyện với vợ. Không ăn không uống phải mua được xe. Sport luôn nhá. Và bây giờ ở đây bây giờ mình nổ máy cho anh em nghe này. Đến cái vòng tua 6000 nó sẽ mở Vtech. Đây, nó mở đây. Kinh chưa? Nó khi mà nó đạt lên 6000 thì nó sẽ mở Vtech. Còn nói thật gì đây? Thôi mình tắt máy đi. À xoăn à? Xoay đúng không? Xoay đấy. Cái. Xịn nhờ. Nó là cái lẫy hai chiều. Lấy hai chiều, đây mình mở cho anh, camera quay đây. Xịt vãi luôn nhá.
anh bấm là mở lên này. Đấy, mở lên rồi. Em chờ nó chạy nhá. Đây, khóa này. Xoay này. Tắt luôn. Quá xịn luôn. Nhưng mà nói đùa thì thôi, review cho anh em biết là có CBR 1003R nó chạy khủng khiếp nào chưa. Chứ còn nếu mà mình có tiền mình không mua xe này, mình mua ô tô. Cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhá.